Ở nội dung trên Apple Watch, Zoom là một tính năng trợ năng của WatchOS. Nó hỗ trợ người dùng phóng to nội dung bất kỳ trên Apple Watch, giúp họ đọc hoặc xem nội dung thoải mái hơn. Cách bật tính năng Zoom trên Apple Watch Đầu tiên, bạn bấm nút núm vặn Digital Crown để mở danh sách tất cả ứng dụng. Sau đó, bạn bấm lên biểu tượng hình bánh răng để mở ứng dụng Settings và chọn tùy chọn Accessibility. Trường hợp bạn sử dụng WatchOS 5, tùy chọn Accessibility sẽ nằm trong phần General. Tiếp theo, bạn chọn tùy chọn Zoom. Và cuối cùng, bạn bật công tắc nằm bên cạnh tùy chọn zoom. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ phóng to ngay bên dưới tùy chọn này. Để sử dụng tính năng zoom, bạn mở một trang bất kỳ, sau đó bấm hai lần liên tiếp, double tạp, lên màn hình Apple Watch bằng hai ngón tay. Ngay lập tức, bạn sẽ thấy biểu tượng hình vuông nhỏ xuất hiện ở phía trên góc phải của màn hình, hiển thị vị trí được phóng to hiện hành. Bạn có thể di chuyển nội dung được phóng to bằng hai ngón tay hoặc bằng núm vặn Digital Crown. Nếu muốn thay đổi tỷ lệ phóng to, bạn quay lại trình đơn zoom. Sau đó di chuyển xuống dưới và bấm nút hình dấu cộng hoặc dấu trừ.